Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thượng tầng loan chia kinh tế lao dốc, dân khôn đốn, quan thì đầy túi. Trong tứ trụ quyền hạn được phân chia như sau, ông Nguyễn Phú trọng là người nắm ban bí thư, còn ông Thủ tướng thì nắm chính phủ. Trong ban bí thư số ban bệ ít hơn cấp bộ trong chính phủ, nhưng số ủy viên bộ chính trị thì nhiều hơn hẳn. Điều đang nói là hai chân trụ còn lại là trụ chủ, chủ tịch nước và trụ chủ, chủ tịch Quốc hội đều mọc lên từ rễ của trụ tổng bí thư. Mâm quyền lực được bày ra để mà đánh chén trước. Hiện nay, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cho ăn chia sớm. Các ủy viên Trung ương Đảng được bố trí ở các địa phương và các doanh nghiệp là những người do ban bí thư quản lý. Mới hơn nửa nhiệm kỳ mà ông Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn nhân sự cho đại hội 14 thì điều đó cho thấy ông Trọng đang tranh ăn chứ không phải quan tâm gì đến vấn đề kinh tế xã hội của đất nước ông trọng hiện đang làm hai việc lớn việc đầu tiên là đốt lò việc thứ nhì là sắp xếp các ghế thuộc quyền quản lý của ban bí thư hai công việc này của ông trọng bổ sung cho nhau đốt lò để có chỗ trống và nhờ đó mà nhét người của phe mình vào vụ việt á và vụ chuyến bay giải cứu nói cho cùng cũng là một mâm cỗ chia chác cho nhau mà thôi mà nói đúng hơn đó là kẻ phán xử đòi tiền của kẻ bị phán xử hay kẻ ăn sau ăn lại của kẻ ăn trước nói chung đây cũng là cái mâm dành ăn của quan chức của bộ máy chạy án vụ chuyến bay giải cứu cho thấy người bị hại là nhân dân chẳng được bồi thường một xu nào cả mà vụ án cũng tương tự cũng là mầm cỗ cho người ngồi ghế ăn lại từ những kẻ đã từng hút máu dân vụ viện án này thì quyền lợi chẳng được trả lại cho người dân Vậy thì bức tranh xã hội Việt Nam hiện nay có hai mâm, mâm chia chác quyền lực và mâm chia chác tiền bạc. Mà trong cả hai mâm đó chỉ có quan chức được hưởng, chứ người dân không hề có một chút quyền lợi nào cả. Chọn nhân sự cho đại hội lần thứ 14 của Đảng là chia mâm chia quyền, còn các phiên tòa của các vụ đại án là mâm chia tiền cho các quan chức ngồi ở ghế phán xử. Mâm tiền bạc nhóm phán xử đánh chén những gì đang có trong túi của nhóm hút máu. Thượng tầng có hai mâm rôm giả thế, còn hạ tầng nơi mà dân nghèo phải tìm cách tồn tại từng ngày thì nó như thế nào đây? Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, tình hình thì đang vô cùng ảm đạm. Đời sống người dân nghèo vốn đã khó, nay ngày một khó hơn. Theo tờ báo pháp luật thì công nhân liên tục phải trả phòng, chủ nhà trọ giờ đây cũng khốn đốn, doanh nghiệp chết quá nhiều đến nay toàn quốc đã có 113.000 doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động, công nhân mất việc làm, liên tục trả phòng về quê. Kinh doanh thế ẩm, nhiều chủ trọ tại phường Tân Tạo, quận Tân Bình như ngồi trên đống lửa. Dọc theo con hẻm số 58 ở đường số 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, nơi được mệnh danh là thủ phủ của nhà trọ thành phố Hồ Chí Minh, bầu không khí ảm đạm bao trùm cả khu nhà trọ. Thỉnh thoảng một vài chủ trọ với khuôn mặt ủ rũ lại mang tấm biển cho thuê phòng trọ ra treo trước cửa. Quan chức đang ngồi mâm, dân đen thì lại khốn đốn. Chuỗi cung ứng cho đời sống dân nghèo giờ đây bị vỡ vụn chứ không gọi là bị đứt gãy nữa. Công nhân về quê đi bắt ốc hái rau sống qua ngày kiểu tự cung tự cấp để tồn tại. Ở thành phố không những mô hình kinh doanh nhà trọ công nhân khốn đốn mà chợ búa, quán xá, hàng rong vân vân dành cho công nhân cũng ế ẩm. Có rất nhiều loại hình dịch vụ ăn theo công nhân cũng chết theo không kịp ngáp. Từ đầu đến cuối năm nay, dân nghèo sẽ càng khốn đốn hơn bởi kinh tế năm nay có dấu hiệu tồi tệ hơn năm ngoái. Tuy nhiên, trên thượng tầng thì quan chức của Đảng Cộng sản vẫn rôm rả chia chức, chia tước, cấp dưới, thấp hơn thì chia tiền, chia bổng lộc sau khi nhóm hút máu bị hút đi. Dù đất nước có khủng hoảng thế nào thì quan chức vẫn giàu sụ, vẫn cho con cái đi du học nước ngoài, vẫn xây biệt phủ, vẫn mua xe sàng. Việt Nam là như thế, là dân thì phải khổ, để đảng vinh quang, để quan đầy túi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thượng tầng lo ăn chia, kinh tế lao dốc, dân khốn đốn, quan thì đầy túi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kỹ năng bạc tỷ làm thế nào mà lính ông tô lâm đẩy được voi lột qua lỗ kim. Sau vụ ông nguyễn công Tặc nhận 1,1 tỷ đồng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, thì giờ đến lượt ông trung ngọc anh nhận cọc tiền tới 200.000 đô la của phan quốc việt với trị giá tương đương 4,6 tỷ đồng, nhưng cũng được miễn truy cứu về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, theo Điều 2 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì phạm tội nhận từ 2 đến 100 triệu đồng xem là nhận hối lộ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Con vòi chui qua được lỗ kim Có thể nói mức nhận hối lộ từ 2 đến 100 triệu đồng là cái lỗ kim, còn mức nhận hối lộ 4,6 tỷ đồng của ông Trung Ngọc Anh là một con voi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đẩy được một con voi lọt qua được lỗ kim và cứu ông Trung Ngọc Anh thoát khỏi tội nhận hối lộ với lập luận ngây ngô như sau. Phân tích lý do dù nhận 200.000 đô của Việt Á nhưng ông Trung Ngọc Anh không bị đề nghị truy tố nhận hối lộ. Một tiến sĩ luật cho biết nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan điều tra chứng minh được điều đến đâu thì sẽ kết luận và đề nghị viện kiểm sát truy tố đến đó. Nếu có việc nhận tiền giữa người có chức vụ, quyền hạn với cá nhân doanh nghiệp nhưng không chứng minh được có sự thỏa thuận công việc phải làm để được hưởng số tiền đó thì chưa đủ căn cứ để mà truy tố về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Người đứng đầu Việt Á đưa hối lộ cho bộ trưởng 200.000 đô la và sau đó Việt Á đã làm những gì thì đã quá rõ rồi. Vậy mà bên cơ quan điều tra vẫn bảo là không chứng minh được có sự thỏa thuận công việc phải làm để được hưởng số tiền đó thì đây mới chính là kỹ năng siêu Việt của cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam. Có lẽ họ cần Phan Quốc Việt phải gửi cho chung Quốc Anh một lá thư trình bày rõ ràng lý do mà ông Phan Quốc Việt đưa tiền thì mới có đủ cơ sở để mà kết luận là lưu hối lộ trắng. Nó thật nực cười cho cách lý luận rất ngây thờ của cơ quan điều tra Cộng sản Việt Nam và họ đã làm bộ như vậy. Đây là một những cách mà lính của Tô Lâm đã đẩy được một con voi chui qua lỗ kìm voi thì cũng tô lâm còn đẩy được qua lỗ kim chứ nói gì đến cả lạc đà thực ra mà nói việc chạy án bằng tiền là chuyện phải giấu kín nhưng gỡ án thì phải công khai chuyện gỡ án công khai như thế này lại có cả tiến sĩ luật trả lời trên báo chí thì rõ ràng việc chạy án kỳ này chuyên nghiệp hơn vụ chuyến bay giải cứu việc các phương tiện truyền thông nhà nước tham vấn và đề nghị giảm án cho các đại quan tham chứng tỏ quy mô của bộ máy chạy án nó lớn như thế nào trường hợp ông Phạm Công Tạc là lạc đà chui qua lỗ kim. Khi tội đã giành rành mà vẫn muốn lấm điếp thì chỉ có thể là dở lý luận cồn kiểu trẻ con ra để hợp thức hóa. Lý luận càng trẻ con thì càng chứng tỏ bộ máy chạy án này quá trắng trợn mà thôi. Tao phạm tội rõ ràng đó, tao lý giải qua quýt để kiểu trẻ con làm gì được con tao. Quan trọng là bên chạy án có tiền đầy túi và tội phạm không bị ngồi tù, đôi bên cùng có lợi Thế là hoài cả làng. Còn anh cung lý kia thì mãi mãi vẫn là như nhiều... Nguyễn Nhân Hải vậy thôi. Lính dưới tay ông Tô Lâm cũng nắm rất nhiều chiêu để kiếm bạc tỷ. Thực ra mà nói, kỹ năng đẩy voi truy qua lỗ kim là cách để quan chức tham gia tố tụng làm giàu. Vụ án chuyến bay giải cứu là minh chứng. Nếu làm phép tính đơn giản thì tiền móc tối nạn nhân là 4.000 tỷ đồng. Nhưng tổng số tiền mà các bên nộp lại để khắc phục hậu quả chỉ có 180 tỷ đồng còn lại hơn 3.800 tỷ đồng. Bên hút máu chia chác lại cho bên tố tụng để giảm án cho nhau. Thế là mọi người đều có tiền. Vụ án Việt Á cũng tương tự như thế mà thôi. Con số hút được của dân là khoảng 4.000 tỷ đồng. Nhưng rồi số tiền nhà nước thu hồi có được bao nhiêu? Và phần khổng lồ còn lại, bên hút máu lại chia cho bên tố tụng thông qua đường dây chạy án. Thế là bên tố tụng tìm cách gỡ tội. Dù cho dù lý do có đúng hay ngây ngô, thì cũng chẳng sao cả. Bên được tiền, bên được giảm án. Thế là vui cả làng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Kỹ năng bạc tỷ làm thế nào mà lính ông Tô Lâm đẩy được voi lọt qua lỗ kìm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm d